Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu vực có mưa nhiều trên cả nước và dự báo là trong tối và đêm nay trời có gió thổi đều đặn cấp 2 cho đến cấp 3 và nhiệt độ thấp nhất sẽ là 24 độ và độ ẩm cao khoảng 98% trời mát. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm đến những thông tin dự báo thời tiết. Xin mời quý vị khác. Xin cảm ơn anh Hoàng Nam. Thưa quý vị, cặp lá yêu thương ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị câu chuyện về gia đình em Hồ Thị Nương ở xã A Bung, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ em mất sớm nhưng và hai em của mình phải ở với bà ngoại. Ngoại tuổi đã cao, nguồn thu nhập duy nhất để cho các em đi học là chút ngô, chút sắn ở trên nương. Đối với ba chị em, ước mơ đi học bây giờ vẫn là một nguyện vọng quá xa xỉ. Đây là Nương, chị cả trong gia đình. Sau giờ học, ba chị em phụ bà lên dãy. Nương là em út, từ ngày lễ nhất, cậu bé phải tập quen dần với những công việc này. Nhưng là em ông cha ấy, em đần ba đứa này mẹ mình tôi nuôi, bố mẹ nó mất hết rồi, chồng mua trên giấy nuôi ba đứa đi học. Ba đứa trẻ cứ lủi thủi bên góc nhà. Mình rất thích vẽ, sở thích của em là vẽ lại cảnh gia đình. Em luôn mơ ước vẽ được một bức tranh đẹp với đầy đủ thành viên, thế nhưng thiếu cha vắng mẹ, ước mơ của em cũng dần thay đổi theo thời gian. Dạo này sức khỏe tôi yếu, nhưng vì thương ba đứa nên cũng đi làm để cho ba đứa đi học. Bên bếp lửa hồng nồi rau luộc là bữa trưa. Năm nay mất mùa, bà cũng lo nghĩ nhiều hơn về tương lai của các cháu. Hãy trở thành lá lành, đồng hành cùng cặp lá yêu thương. Cập nhật thông tin trên website cặplayêuthuong.vtv24.vtv.vn. Lựa chọn lá chưa lành và hỗ trợ qua tài khoản cặp lá yêu thương. Số tài khoản 1000001001224.